Hi, xin chào tất cả các bạn và các anh chị ha. Đây là cái máy in màu 830DN. Thì đây các bạn thấy hiện tại bây giờ nó đang hiện chấp nhá cái đèn màu vàng ở cái nút check status ở bên gần cái bên nút data ha. Tuy nhiên thì nó sẽ không có báo lỗi gì hết ha. Thì nếu các anh chị mới thì các anh chị không có thể nào, chúng ta sẽ thấy quản khi mà chúng ta thấy nó báo cái này. Tuy nhiên khi các anh chị nhìn là trên màn hình như thế này nè, thì các anh chị sẽ thấy ở đây nó có cái dòng nó có một cái dòng chữ, thì chậm nữa nó sẽ hiện là một cái dòng chữ như thế này. Đây nè, cái water border là nó full tức là cái bình mực thải của nó bị đầy. Thì để xử lý cái bình mực thải, trước tiên thì các anh chị sẽ mở cái học của cái hai giấy A1 ra để cho nó chống cái phần nắp này. Chúng ta mở, thì để mở giấy A1 chúng ta sẽ kéo ra thế này ha. Chúng ta sẽ kéo ra thì các anh sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa cái đậu hay giấy chúng ta lên, chúng ta trút ra thì nó sẽ ra thôi, nó cũng đơn giản ha. Rồi tiếp đến các anh chị sẽ thấy như thế này, ở phía trong đây nó có một cái nút ở trong này nè, nó có một cái khóc nè, đây nè, đó nó có cái khóc. Chúng ta để cái tay vô trong này, chúng ta đẩy ra thì chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ đẩy được cái nắp này ra. Và ở đây là cái bình mực thải nè, chúng ta cầm cái tay vô chúng ta kéo ra như thế này. Đây, chị kéo thẳng ra, bây giờ các anh chị thấy là bụi đó, chúng ta nhắc này. Đây, giờ các anh chị thấy là trong cái bình bực thải này nó đầy hết nè. Thì để mở bình bực thải này ra thì chúng ta ở đây nè, nó có cái phần nút này nè đó, thì chúng ta sẽ đẩy cái đổ cái mực ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bật. Rồi sau đó chúng ta dùng cái tay chúng ta đẩy cái này ra nè. Rồi sau đó các anh chị cứ đẩy nhẹ ra thì cái mực thải nó sẽ rớt ra này. Chúng ta mở nắp, chúng ta cho nó bỏ ra hết là được. Nói chung cái mực thải của cái bình mực này nó dễ lấy ra và nó dễ đổ ra thôi ha. Rồi sau khi các anh chị đã bỏ mực thải ra ngoài, chúng ta đổ mực thải ra ngoài rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp lại. Thì chúng ta chỉ cần đưa về vào thôi ha. Ở trong này là nó có cái bệ, thì chúng ta chỉ để lên cái bệ và chúng ta chỉ đẩy vào thôi, để xét vào là được đó. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đẩy cái nắp này lại. Tiếp đến là chúng ta sẽ đưa cái khay giấy vào. Thì đưa khay giấy vào ha, thì đó chứ. Thì nếu có cái khóc theo này, các anh chị cứ để chuối cái đầu phía trong vô một chút, chúng ta để thẳng ha. Đây, chúng ta để thẳng rồi chúng ta sẽ đẩy vào thôi, nó cũng rất là đơn giản ha. Rồi sau khi các anh chị bỏ cái bình mực vào ha, thì các anh chị sẽ thấy là cái nút này nè, ngay chỗ cái nút check status nó sẽ không còn, nó sẽ không còn báo màu vàng nữa, sẽ tự động nó nhận là cái bình mực đã được đổ hết ha, nó bình mực thải đã được làm trống nè, thì nó sẽ bình thường lại như thế này. Rồi chúng ta chỉ sử dụng thôi. Rồi đó là một trong những cái cách để mà chúng ta phát hiện khi cái đèn vàng check status là trên máy 830DN mà nó báo. Thì khi mà nó báo, đối với tất cả các máy mà sử dụng chúng ta, thì đa số những cái phần mềm chỗ nào nó bị lỗi thì nó sẽ báo có cái mã code hết. Tuy nhiên là cái máy 830DN thì cái bình mực thải á, nó báo nó đầy thì nó sẽ không có báo cái mã nào hết á, mà các chị sẽ thấy cái đèn này màu vàng và trên đây nó sẽ hiện một cái dòng, nó báo là nó có một dòng vàng tiếng Anh là giống như là cái bình mực thải nó đang bị full á, cái chữ full là đầy. Thì chúng ta sẽ nhìn vào đó, chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ sử dụng tháo bình mực thải ra, chúng ta đổ mực và gắn vào là sẽ hết ha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc.
nó chỉ đây là một trong những một chút cái kinh nghiệm nhỏ để giúp cho tất cả các anh chị mà đang sử dụng cái dòng máy 830 DN này, mà các bạn mới vừa sử dụng máy, thì khi gặp tình trạng này thì các anh chị hãy cứ bình tĩnh và chúng ta sẽ xem xét và chúng ta quan sát ha, là nếu mà nó đúng trường hợp này thì chúng ta sử dụng xử lý cái bình bột thải sao cho nó sạch sẽ là được. Rồi, chúc các bạn có thật là nhiều sức khỏe ha và xử lý tốt công việc của mình. Rồi xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở video sau nha. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Ba Đô Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển ha. Bye bye, xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở video sau.